Mời bạn. Em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào toàn bộ khán giả. Bạn tên là gì? À, xin giới thiệu, em là Dương Quốc Bảo. Hôm nay là em 29 tuổi. Quê quán của em là Thừa Thiên Huế. Dạ, hiện tại thì em đang quản lý công ty của gia đình chuyên về cung cấp và phục vụ xuất ăn công nghiệp. Thức ăn công nghiệp. Dạ. Rồi. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Còn ngồi đi em. Rồi, em tự giới thiệu về mình. Em tên là Nguyễn Thị Kim Sáng, năm nay em 27 tuổi, em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Làm nghề gì bạn? Dạ, em đang làm kế toán ạ. Kế toán hả? Dạ. Mình không có bạn trai hả? Bao lâu rồi? Dạ, em chia tay bạn trai cũ khoảng hơn 4 năm rồi chị. Nhưng mà chắc là em sợ cho nên là em không có dám quen. Sao bữa nay cô nào cũng sợ đàn ông quá trời, đàn ông làm sao mà phụ nữ người ta dễ thương vậy mà ai cũng sợ vậy? Ủa em sợ cái gì? À, em sợ bị lừa dối nữa chị. Vậy là mối tình trước em bị lừa dối? Dạ. Hôm nay em đến cái chương trình là cũng để mở ra cho mình một cái cơ hội mới. Nhiều người đàn ông tốt lắm. Dạ. Ở bên kia có một cô gái mất lòng tin vào đàn ông. Bạn nghĩ rằng đàn ông phải làm gì cho phụ nữ có thêm niềm tin nào? Mình nói được làm được thì người ta mới có tin mình được. Chưa giờ có mất lòng tin một cô gái nào chưa? Chưa, em có yêu một cô chưa, em cũng chưa mất lắm. À, mình chia tay lâu chưa? Dạ cũng 4 năm rồi. 4 năm. Sao trùng hợp vậy? Hỏi cho kỹ nha. Biết đâu nhìn mặt á. Nếu mà nhìn mặt nhau mà á ra thì cuối cùng là ai lừa dối ai? Anh sống ở đâu vậy anh? À, anh hiện tại đang làm việc tại Bình Dương em. Dạ thì chắc không phải chị. Chắc không phải, mừng quá hết hồn hết trơn. Em thì đang sống với gia đình hả hay sao? Dạ em sống với gia đình. Sở thích của mình là gì? Dạ em thích nghe nhạc, xem phim, thích du lịch khám phá. Mình đi du lịch nhiều nơi không? Dạ cũng nhiều nơi chị, em đi Hà Nội, Hạ Long, Nha Trang, Mũi Né, rồi các tỉnh ở miền Nam. À, những cái điểm mạnh của mình? Em sống tự lập được chị. Bạn từ Huế vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? Dạ em vào đây cũng được 10 năm. Em đi vào đây 10 năm rồi còn nhớ gì ở Huế không? Không nhớ lắm. Còn ai ở Huế? Dạ em còn bà ngoại em. Bà ngoại. Dạ. Trong những cái lúc mà bạn gái mình buồn bực mà khó chịu hay giận mình thì mình làm điều gì để cho người bạn đời mình hết giận? À, anh mua kem cho anh. Mua kem cho em ăn. Thích lãng mạn hay không? Em thích. Hồi đó giờ có bao giờ thể hiện một cái tính lãng mạn đó đối với người phụ nữ chưa? Thì em thích tặng hoa hay là bày ra một cái gì đó cho người ta bất ngờ vậy đó. Nếu bây giờ có người yêu thì mình sẽ tiến tới hôn nhân chưa? Ba mẹ có hối chưa? Cũng có. Nhưng mà bạn vào đây lập nghiệp rồi, mình ở trong đây, mình có đủ cơ sở vật chất để mình tiến tới hôn nhân để có vợ về. Khi đủ rồi em mới nghĩ tới chuyện là đăng ký chương trình này là tham gia được. Nếu mà được là chừng nào đám cưới? Dạ, hay chừng nào hay chừng đó. Nhanh chừng nào hay chừng đó ha. Dạ. Rồi, bạn có những dự tính gì cho tương lai của mình hay cho công việc của mình? Dạ có chị. Em thì em có ước mơ từ hồi em còn học phổ thông là em muốn mở một cái đại lý giao nước bình. Nước uống hả? Dạ đúng rồi, nước uống bình á. Ủa sao lại có cái ước mơ đó? Tại vì em thấy cái đó nó rất là đơn giản mà cũng không phức tạp nhiều mà cũng không đến nỗi cạnh tranh. Không, em cũng giống ước mơ của anh em. Anh cũng muốn mở đại lý nước bình đó. Cái này là thật sự nó rất đơn giản. Và nếu như mà thắng thì thắng rất là đậm. Bây giờ mình hiện được tới cái đoạn nào trong cái kế hoạch của mình rồi? Phần vốn ạ. À phần vốn. Dạ đúng rồi. Đang chuẩn bị vốn chứ là chưa có gì hết. Dạ đúng rồi. Mới có ý tưởng thôi. Bạn dạ. Ở đây xin giúp em. Bạn đang quản lý công ty đúng không? Vậy thì tôi nghĩ rằng là hai bạn có thể kết hợp được đấy. Số ăn công nghiệp thì nó cũng bao gồm có thể là cung cấp nước luôn. Ha, vốn ở đây cũng có nhiều rồi, có vốn lưu động nữa. Nếu bây giờ bạn nam bên đó mà đề nghị được giúp bạn trong cái việc vốn thì bạn có đồng ý không? Chắc để em suy nghĩ thêm. Suy nghĩ gì nữa, người ta cho mượn tiền, cho mình tiền mà còn suy nghĩ. Tại vì em muốn nhìn xem mặt bạn đó có thân thiện không. Có nghĩa là phải thấy ổn thì mới chấp nhận, chứ không phải là ai đề nghị cũng chấp nhận. Dạ, đúng không? Đương nhiên rồi. À, mình có đặt ra cái mẫu người lý tưởng của mình là người như thế nào không? Dạ có chị. Bạn trai lý tưởng của em thì giống anh Trương Minh Quốc Thái một chút. Dạ, với lại có trách nhiệm trong gia đình và trong công việc. Thích tạo bất ngờ cho người yêu. Bên đây có đó, bên đây thích tạo bất ngờ đó. Cái điểm nào bạn không thích ở người đàn ông? À, em không thích đàn ông nói nhiều, với lại đàn ông nhậu say xỉn. Ủa có nhậu không bạn? Dạ có nhưng mà không say xỉn chị. Biết tiết chế thì được chị, tại vì em thấy có nhiều người nhậu xỉn đến nỗi để bạn gái trở về thì em không thích. Em sẽ tìm người bạn gái như thế nào? Thì hình cân đối, da trắng tóc dài, xinh xắn một chút. Đời cao khoảng 1m58 đến 1m62. Có thể cụ thể hình ảnh của ai không? Dạ em nhắc là giống Mi Du rồi đó. Giống Mi Du. Da trắng tóc lửng lửng, 1m62 tính luôn dài luôn tóc. Được không?
cũng được chị. Mới vừa nói xong người ta nói vậy rồi cũng được. Tầm chừng nói vậy. Tầm chừng thôi phải không? Nhậu được mấy lon bia? Không đâu lon gì. Đáp nhìn thẳng mặt tôi coi. Cái gì mà cứ lấm la lấm lét vậy? Tao dễ thương vậy mà chê người ta rồi. Ngồi yên cái gì mà xoay ghế hoài vậy? Nghe chị. Khó quá. Có yêu cầu gì ngoại cái gì Miu hả, bỏ qua đi. Bây giờ cái thực tế nè, không thích cái điểm nào người phụ nữ? Hay cằn nhằn. Nói dối. Bạn có nói nhiều không? Bạn nữ bên đây ghét đàn ông nói nhiều lắm. Dạ. Thường là ai gặp em kêu ít nói. Đâu dán cái mái tóc lên coi coi. Tính kiểm tra hói hay gì? Đúng rồi, thường thường mấy người che che vậy, nhiều khi đó đó. Bạn nam có quan trọng cái chuyện môn đăng hộ đối không? Dạ không gì. Bây giờ cái vụ mà hồi nãy mà anh Linh đề nghị hỗ trợ vốn để mà mở cái đại lý bán bình nước á, bạn có thể hỗ trợ được. Dạ chị nói ok thôi. Nhớ nha. Dạ. Bạn không thích phụ nữ cằn nhằn đúng không? Dạ. Không thích phụ nữ không chăm sóc gia đình đúng không? Dạ. Nhưng mà bạn, những cái điểm yếu của bạn là gì mà... Yếu em hay thẳng thắn. Thẳng thắn, đôi khi cũng mất lòng ha. Dạ, cũng có ý hơi nóng. Với là ai nói nặng em là em hay giận. Ai nói nặng em là em vô phòng đóng cửa ngồi mình. Khóc không? Không. Có sợ phụ nữ khóc không? Thích. Thích phụ nữ khóc ha. Mình có hay khóc không? Dạ không chị. Sao nãy giờ chị thấy mắt em lúc nào cũng ướt vậy? Dạ tại mắt của em là mắt buồn. Rồi bạn có quan trọng cái chuyện môn đăng hộ đối không? Dạ không chị. Hôm nay mình đến đây có ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ có em họ của em. Đâu em đâu? Rồi chào em. Dạ em chào chị. Rồi em thấy cái anh bên kia thì sao? Nhìn cũng thấy thân thiện. Chị em có khó tính lắm không? Dạ không. Chị em thì sống tình cảm thân thiện hòa đồng lắm. Em thấy có nhiều người đàn ông đeo đuổi chị em không? Dạ có. Có hả? Nguy hiểm lắm nha. Phải giữ liền nha. Em có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ em. Có mẹ nữa ha. Để hỏi mẹ em coi sao. Chào anh Quang Linh, chị Ngọc Tư. Cô ơi, cô thấy bạn nữ sao cô? Không được, dễ thương. Dạ, dễ thương, quá dễ thương. Mình có yêu cầu con dâu sao không cô? Thời đại này thì đâu phải cần yêu cầu dâu này nào đâu. Biết sống là được rồi. Dạ. Biết nhường trên kình dưới là được rồi. Dạ. Cô ơi, con trai mình có khó tính lắm không? Không, nó ngoan ngoan dễ thương lắm. Hồi đó giờ có dắt bạn gái về nhà giới thiệu cô không? Chưa. Thì cô hỏi nếu ai thì đem về cho cô coi. Được thì ra ngoài gia đình tình duyên kết hôn cho con mà nó chứ muốn. Dạ. Mà bây giờ bạn đã chuẩn bị sẵn sàng để kết hôn chưa cô? Nếu mà được thì bao lâu mình kết hôn được? Gia đình vừa tình yêu chồng muốn gì thì trong năm mình đồng hỏi ra năm thì cưới. À dạ, à, cảm ơn cô. Được rồi đó ha. Ừ. Chào, dạ, dễ thương quá. Chào em. Dạ. Em tưởng tượng anh chàng bên đây như thế nào? Dạ. Em nghĩ chắc giống anh. Hả? Giống anh hả? Giống anh đen thì lùi á, anh đen lắm à. Dạ. Em có thần tượng ai không? Thần tượng anh Trương Minh Quốc Thái à. Trương Minh Quốc Thái, anh này cũng giống giống của Đêm Mắt Kiến y chang vậy đó. Cũng dễ thương nhẹ nhàng như vậy đó. Dạ. Ha. Nhưng mà không có đóng phim thôi. Dạ. Bên đây Trương Minh Quốc Bảo. Đấy. Em là thắng Trương Vũ Thái rồi. Vũ Thái là lớn tuổi hơn em. Em được cái trẻ trung ha. Giám đốc rồi. Cố gắng lên nha. Chuẩn bị mình rồi, chinh phục ra. Lên. Các bạn có 2 phút. 2 phút bắt đầu. Dạ. Đến chương trình thì anh có 2 tặng em. Dạ em cảm ơn anh. À quê em đâu? Em ở quận 9. À, anh ở Bình Dương cũng gần gần đó. Em thấy anh sao? Em thấy anh cũng được. Dạ. Có giống Trương Minh Quốc Thái. Thấy anh hiền hơn Trương Minh Quốc Thái à? Không, Trương Minh Quốc Thái cũng hiền lắm em. Nè mà đừng có mất niềm tin vào đàn ông nữa nha. Dạ. Em nhận xét em ai mà yêu em có khó không? Em không có khó mà chắc là em chưa gặp đúng đối tượng. Anh cũng mong rằng là yêu em không quá khó. Cảm ơn. Còn khác để anh lo. Câu đó được đó em. Anh hy vọng rằng anh yêu em không quá khó. Còn những chuyện khác để anh lo. Em thì em cũng muốn mở một cái đại lý bán nước vậy. Thì anh thấy nó có khả thi không anh? Anh thích mấy cái đó. Anh thích kinh doanh về nước rồi, nghỉ rồi. Nhưng mà chưa có hướng để làm. Dạ. Vậy bữa nào mình bàn thêm anh ha. Thời gian anh rảnh nhiều hả? Dạ em rảnh nhiều. Em nghỉ thứ bảy chủ nhật. Trong tuần thì em đi làm giờ hành chánh. Rồi buổi tối thì em rảnh. Anh làm cả ngày. Thứ bảy nhật thì được rảnh. Còn thường cả ngày thì bận biểu. Thế 9 giờ có gì 8 giờ 9 giờ. Anh thì không ít đi chơi lắm. Tại vì xưa giờ anh lo làm. Bình thường rảnh là anh không có đi du lịch.
Rảnh thì anh dành những ngày đó cho nghỉ ngơi với là đi cà phê với anh em bạn bè thôi. Giờ nè, ví dụ như giờ em công việc ảnh nhiều quá, về quản lý cái vụ mà xuất cơm công nghiệp á, em có chịu về phụ ảnh không? Đó. Dạ, nếu mà anh cần thì em sẽ về em giúp ạ. Chắc chắn à? Dạ. Sau đó mình bàn sau. À, chúng ta hết thời gian. Các bạn sẵn sàng bấm nút hay là không bấm nút với 3 tiếng đếm? 1 2 3 Ủa mới đếm có 1 mà bấm nút rồi. Luôn rồi đúng không? Đây. Đúng không? Hồi nãy chị mới đếm có 1 em nhấn nút rồi đúng không? Dạ đúng. Sao kỳ vậy? Ta nói 3 lắm mà. Tại vì em nôn. Nắm tay nhau cái đi, nắm tay nhau cái đi. Để tặng các bạn vé xem phim của chương trình. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, rồi, cảm ơn chị. Rồi, chúc các bạn sẽ có một thời gian tìm hiểu nhau rất là lãng mạn. Rồi, chúng ta nắm tay nhau xem phim các bạn.